và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Chân dung tài xế gu Việt tính tốc hành hung Kim Nhã đến mức nhập viện sau khi câu chuyện nữ diễn viên Trần Kim Nhã bị tài xế xe ôm công nghệ đánh, đấm liên hồi vào mặt, đến ngất xỉu khiến nhiều người không khỏi sợ hãi bức xúc. Thì mới đây nhất, một số nguồn tin cho hay thì đã có người có hình ảnh của tên tài xế này. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trần Kim Nhã đã có dòng chia sẻ về việc bị hành hung, trấn an tinh thần sau trận đòn liên tiếp. Từ tài xế xe ôm, cô cho biết sức khỏe hiện đã ổn định và được di chuyển từ phòng cấp cứu về nhà để theo dõi. Theo như chia sẻ của Kim Nhã, ngày 8 tháng 9, cô có việc phải ra ngoài nhưng vì trời mưa nên đã book xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, app xe ôm công nghệ không có tài xế. Sợ áp lỗi, cô đã thoát ra và book tài xế của hãng khác. Vì Kim Nhã chưa hủy chuyến, tài xế từ app ban đầu đến đón trong lúc cô đang đợi người từ app hãng kia. Nhã còn tưởng anh này đến đón khách khác, nhưng nhìn qua lại chỉ thấy có mình đứng đó. Thì mình cũng lịch sự chạy ra chỗ anh ta đậu xe để nói ảnh không phải, hoặc nếu lại là do app bị lỗi thì mình gửi ảnh ít tiền, vì lỡ công đến, Kim Nhã kể. Tuy nhiên tài xế này tỏ ra trịch thượng và có những lời lẽ khó nghe dành cho nữ diễn viên. Không hài lòng với thái độ đó, Kim Nhã đã lấy điện thoại chụp biển số xe người này với định báo lên tổng đài. Tài xế này ngay lập tức nhảy đến tấm tốc, đấm liên hồi vào mặt vai nữ diễn viên. Thậm chí khi Kim Nhã đã ngã xuống đất và ngất xỉu, người này vẫn không chịu buông tha. Đánh lần một, chú bảo vệ già ra ngăn, chỉ bằng ngôn ngữ lịch sự. Đánh lần hai, chú bảo vệ già và anh bán quán, chú xe ôm ngăn, vẫn với ngôn ngữ lịch sự. Đánh lần ba, bao nhiêu người ngăn không biết vì đã ngất giây lát. Tỉnh lại chỉ thấy người ta đỡ vào quán ngồi, và lần này anh bán quán phải ra mặt bảo là không được làm loạn chỗ quán ảnh. Tài xế app Gu Việt chạy qua đường đứng đợi và nói, hôm nay tao chơi với mày, coi mày dám bước ra khỏi quán, rồi tiếp tục chạy lượn qua lần khác chửi rủa chụp hình. Mấy ông chú xin xỏ bảo, xin lỗi anh ta và mình đã xóa hình rồi với tài xế app Gu Việt. Khi tài xế bỏ đi hẳn thì họ quay qua nói, tụi nó đông lắm, anh với mấy chú cũng không biết làm gì đâu, nó kéo quân. Quay lại đánh thì cũng không biết phải làm sao, con đi lần sau, gặp mấy tài xế cứ vờ vờ xin lỗi đi cho xong, kệ thái độ của họ, Kim Nhã thuật lại sự việc. Cuối dòng chia sẻ, Kim Nhã cũng đưa ra lời khuyên cho bạn bè và người hâm mộ về việc lựa chọn dịch vụ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã lo lắng cho mình khi xảy ra sự việc. Kim Nhã cho biết bên phía hãng đã cho nhân viên gọi xin lỗi, đồng thời cho tài xế kia nghỉ việc. Cô cũng không công khai tên hãng hay thông tin của nam tài xế trên. Ngay dưới bài đăng của nữ diễn viên cầu vồng đơn sắc, không ít người tỏ ra phẫn nộ vì trước hành động bạo lực của tài xế trên. Họ cho rằng Kim Nhã nên công khai danh tính của hãng xe ôm công nghệ cũng như tài xế trên, nhằm tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Tuy nhiên, nữ diễn viên tỏ ra thận trọng, hiện tại sự an toàn của chị đang bị đe dọa, nên chị chỉ mong chia sẻ được kinh nghiệm để mọi người hạn chế bị giống chị.